vùng đất thung lũng A So thuộc xã Đông Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Những năm chiến tranh chống Mỹ đã hứng chịu nhiều bom đạn và chất độc hóa học, đặc biệt là chất diệt cỏ do đế quốc Mỹ đã phun giải. Sân bay A So cũng từng là nơi trung chuyển tập kết hóa chất của quân đội Mỹ để thực hiện mưu đồ thâm độc trên chiến trường miền Nam Việt Nam. Vì thế, sân bay A So chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các chất diệt cỏ này. Đoàn kinh tế quốc phòng 92 thì có những cái hết sức đặc biệt so với những nơi khác. Bởi vì đặc điểm ở đây là đất chủ yếu là đất cao lanh và chịu cái ảnh hưởng của chất độc dioxin. Do vậy là để có được những luồng rác như thế này, anh em chúng tôi đã phải chờ đất phù sa từ các con sông, con suối trở về. Sau đó là ướp đồn lẫn với phân chuồng và cả các loại cây cộng sản và rất nhiều loại cây khác. Sau đó cải tạo đất thành đất phù. Theo đúng cái quy trình thì anh em cho đất ra ngoài vườn. Sau đó thì để khoảng 3 đến 5 ngày cho đất xốp tơi lên. Sau đó lên luống và tiến hành trồng. Và sau khi đã ủ đúng quy trình thì chúng tôi mới đưa ra vườn tăng gia. Và khi đó thì đất mới bảo đảm để cho các loại cây cối phát triển được. Do vậy thì để có được những vườn rau thế này thì phải nói rằng là công sức của bộ đội bỏ ra là hết sức lớn. Toàn đơn vị quán triệt sâu sắc phong trào thi đua, ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy. Đơn vị đã tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc. Đến nay, đoàn thường xuyên bảo đảm đủ 100% rau củ quả các loại, 87% nhu cầu thịt, 50% nhu cầu cá. Các sản phẩm tăng gia sản xuất chăn nuôi được đưa vào nâng cao chất lượng bữa ăn của bộ đội với giá rẻ hơn ngoài thị trường. Qua đó, thiết thực giữ vững ổn định và cải thiện rõ nét chất lượng bữa ăn, kể cả thời điểm giáp vụ khi giá cả tăng cao. Do điều kiện thường xuyên thời tiết là chịu ảnh hưởng của mưa và các yếu tố thời tiết khác, do vậy là việc chăm sóc rau là phải tiến hành cẩn thận, tỉ mỉ và mỗi ngày chúng tôi phải tưới nước 2 lần. Bởi vì là do cái điều kiện là đến nay là buổi sáng sớm là sương mù rất nhiều, đặc biệt là sương muối. Do vậy là sáng sớm tỉnh mơ thì sau khi bảo thức thì sẽ cử một số lực lượng ra để tưới rau để làm giảm cái độ sương muối. Sẽ đẹp như thế này, đó cũng là công sức của các anh bộ đội cũng như các đoàn viên tình nguyện bạn em. Mỗi buổi sáng dậy sớm để quét khuôn viên cũng như làm cỏ, trồng hoa, cắt hoa, tưới hoa và đồng thời tưới rau để mà có những vườn tăng gia đẹp như vậy. Nhìn tổng thể khuôn viên Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92 tuy không rộng nhưng được bố trí rất chính quy. Từ cổng vào cho đến các phân khu chức năng của đoàn, hầu hết đều được bố trí trồng nhiều loại cây phù hợp. Ở vùng biên giới, để xây dựng một cái doanh trại khang trang sạch đẹp thế này, thì trong những năm qua, thì cán bộ, nhân viên, rồi trí thức trẻ tình nguyện của đoàn đã phát huy tốt cái vai trò trách nhiệm, rồi thực hiện tốt các cái nhiệm vụ là hàng ngày, thì không kể ngày nghỉ giờ nghỉ, chúng tôi đều thực hiện tốt các cái nhiệm vụ xây dựng, sửa chữa doanh trại bằng các cái ngày công, tận dụng các cái vật liệu, bằng cả cái sự đóng góp, quyên góp của cán bộ, nhân viên để xây dựng vườn hoa, cây cảnh, rồi pano áp phích, xây dựng cái môi trường văn hóa xanh sạch đẹp để đáp ứng các cái nhiệm vụ và hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, văn hóa tinh thần để cho cán bộ, nhân viên